Quang quý cô chú anh chị ơi, thì hiện tại giờ Duy Minh thấy có khá là nhiều bà con cô bác đến là viếng mộ chú Vũ Linh ha, quý cô chú anh chị nè, từ sáng giờ đến liên tiếp luôn ha. Đó. Ồ, khán giả đến ngày này liên tiếp luôn ha. Em chào chị đẹp. Đi chung với mấy anh chàng đẹp trai luôn. Đó. Đó, quý vị chung chị. Ủa, gia đình mình từ đâu đến à, em trai? Thì em sống ở trong này luôn. Ở gần đây luôn hả? Sao đẹp trai chứ hả? Này chị rất giống bà quá, đẹp trai quá ha. Mình dẫn đây ha. Dạ. Chào chị. Có khán giả đi vậy hỏi. Chào anh trai ha. Mấy anh trai cũng gần đây luôn hả? Đi Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Đi hả? Có dịp qua đứng hai bên đi. Tại vì anh cần những khán giả thực sự thương bắp, đồng hành với bắp, coi những video của bắp chia sẻ và coi quảng cáo dùng cho bắp, chứ không phải là cần những khán giả kêu bắp lên trên mộ để quay trực tiếp ở trên mộ, bắp quay cả nhà vô coi. Dạ, bắp hút cả nhà chỉ ra hết. Ồ, quá đẹp rồi. Chạy bao nhiêu cây số không? Đúng rồi. Để lên tới được trên này. Trời mưa trời gió đêm hôm. Khán giả đi xe 16 chỗ luôn ha quý anh chị. Ai cũng đẹp trai đẹp gái hết quý cô chú chị. Anh chị. Đó cảnh à. Chị gái ơi. Chị gái mình đừng có để cái chân lên chị gái đúng rồi, vậy nó mới sáng, như dù phía sau cho nó sáng lên cái mặt lên chị, cho cái ánh sáng vô nó mới sáng đó quý chú chị. Hello chị cũng ở đây hay là ở Vĩnh Long luôn hả? Đó, quý cô chú anh chị. Khán giả đến từ Vĩnh Long nè. Rồi khán giả đến. Ủa, chị che hết đi chị, đừng che em. Thôi em thùi lũi, em ở đây em quen rồi, nắng nồi gì em quen rồi. Nắng nồi đôi khác thì cũng quen. Đúng rồi. Đó góc đó. Góc đó nha. Dạ. Góc đó chịu á. Đúng rồi. Thật sự bắt cũng có nói với bê la là người thấy được hết nhang mới được. Có nói với bê la. Thầy thương cái thập thò để làm gì? Cắt gồng. Cắt gồng. Cắt gồng. Không, đang phục vụ ở bên này rồi. Gồng luôn á, bận. Rồi, sáng nay à. Hello anh trai ha. Anh trai này cũng YouTuber mới nè quý anh chị.
Anh nhà anh gần đây không? Gần đây. Gì hả? 2 cây số. 2 cây số hả? Ủa hôm trước em thấy anh chụp hình. Đúng rồi. Đám tang. Đúng rồi. Cô bác cũng ủng hộ cái anh gì anh chụp hình nha, anh đúng là anh chụp hình đúng không? Đúng rồi, mình chụp hình. Mình cũng mới tạo cái kênh 61 vlog. Chụp rồi. 61 vlog hả? Ở đây có nhiều 61 kênh 61 lắm nha. À, tại vì mình góc Bình Dương mà. Tới 3 kênh 61 rồi. Mình góc Bình Dương cho nên mình 61 thôi. Ờ. Rồi qua sách nách mang rồi bánh mì với lại vừa chia sẻ mà vừa sách sao anh để chỗ nào đi? Hồi nãy anh tính để ghế mà thấy có người ngồi á. À. Đi qua mình khán giả ha. Chị không chụp đầu rồng mà chị chụp đuôi rồng. Mình đứng ngay chỗ này đẹp nha chị. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Chụp ngay đầu rồng kìa anh. À cái gì à? Anh em ơi. Mấy anh chị là từ Vĩnh Long mình lên đây luôn hay là mình có đi đám hay là tiệc ở đây sao mình ghé? Dạ. Cũng như là mình đi đám ở trên đây hay sao chị? Có như mộ xe, mộ ship trên đây nè, sẵn rồi. À sẵn ghé, mình viếng rồi mình ghé chú Vũ Linh từ ha. Vĩnh Long. Dạ. Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ. Dạ. Để gom lại cái xe này hết. Dạ. Ồ vậy là hôm nay có cái duyên lành cũng chúc cho đoàn của mình công ty may Vĩnh Tiến Vĩnh Long. Công ty may Vĩnh Tiến luôn ha. Dạ. Ô dạ. Có cái chi nhánh Ô Môn Cần Thơ. Gì hả? Dạ. Công ty tổng công ty là số 7 Lê Minh Xuân Vĩnh Tiến. Dạ. Dạ. À, chúc mấy anh em mình trên đường về Thượng Lộ Bình An dạ, ha, gặp nhiều may mắn nha. Dạ. Dạ, xe anh từ từ ha. À. Không có chú chị. Dạ, chào mấy bye anh. Không có chú chị có thể thấy nè. Ô khán giả tới nữa rồi. À đây là xe 16 chỗ ha quý chú anh chị. Ồ. Chào mấy chị. Ồ tới rồi bà con tới rồi. Dạ. Quen quá trời rồi. Gì hả? Ủa? À, cô chú đến từ đâu cô chú? Trời ơi, ở ngoài đầu ngõ. Ngoài đầu ngõ hả? Có mấy người khác. Gì hả? Quen về dắt đi không biết thôi. Ồ bà ngoại. Chào bà ngoại. Ngoại ơi. Bà ngoại vui dữ hả? À, đồng quá đồng heo quý chương trình. Ngoại vui đánh quá sao không xuống dạ? Sao sao ngoại? Ờ ngoại chia sẻ gì nè. Ủa ngoại. Sao ngoại? Ba cà phê. Mê thằng bên cạnh xuống điện cho cô quay xe mê, cho mê, nào điện cho bà mời chú bên cạnh hả bà bố xuống xuống bấm cho nó quay vô người hả ba cà phê giờ quay đi lát giờ video mình nè chuyện này cứ quay đi lát giờ giữa video quá lại nói nó hỏi gì có nghĩa là muốn trực tiếp mà bên cạnh hả ở nhà bà ngoại bà này nè gì hả đó vậy muốn nói gì đó cảnh. Ồ, vậy là ngoại này cũng rất là yêu nghệ sĩ rồi. Không tự không duyên bây giờ bây giờ. Dạ dạ, con cảm ơn ngoại ha. Ồ, ngoại dễ thương quá. Ờ ngoại dễ thương nghe quý anh chị nói là à tức là ngày xưa thì chú Minh Cảnh cũng ở ở nhà của bà cụ ha. Quý cô chú anh chị. Rồi chốt rồi chỗ này nè. Vâng, quý cô chú anh chị ơi thì à, khán giả cũng về rồi, quý quý chị ơi, Duy Minh cũng chưa ăn cơm nữa, gần 1 giờ rồi. À, thôi, để Duy Minh cũng xin kết thúc video tại đây ha. Đừng về dùng bữa dùng cùng với các anh em thì dùng xong hết rồi. Duy Minh nán là đi xíu ha. Mong mà con bác xem video, like cũng như là đăng ký ủng hộ kênh ha, quý cô chú anh chị. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con ha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe ạ.